Hello cả nhà nha, hôm nay sẽ lên một siêu phẩm nha. Đây là gốc trắc huyền thoại nha, trắc đỏ đen. Đây là nhất long vườn ngọc, hàng thành phẩm lâu rồi nha. Nhất long vườn ngọc nha, đục rất là tỉ mỉ và sắc nét nha. Đục canh bông hết, toàn bộ canh bông hết nha. Cành bông hết luôn. Bao độc luôn nha. Hàng bao độc luôn. Cây đang ra mầm nha. Cây này trồng thuần lâu rồi nha anh em. Vào chậu 3-4 năm rồi nha. Cái bán bày chắc đỏ đen nha Nam. Mặt sau nha là rất là sắc nét luôn, tinh lõi luôn nha. Này tầm tháng nữa thì nó ra bán ra đồ rồi, đúng đẹp luôn. Chào cả nhà nha.